Thực hiện nghiêm theo chỉ thị số 11 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay 13 chốt kiểm soát giao thông cấp tỉnh và các chốt kiểm soát cấp huyện tại các tuyến giao thông sang tỉnh lân cận vẫn tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặc dù các tổ kiểm soát phòng dịch cấp xã dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, 13 chốt kiểm soát giao thông cấp tỉnh và các chốt kiểm soát cấp huyện tại các tuyến giao thông sang tỉnh lân cận vẫn tăng cường kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để các phương tiện công cộng như xe khách, xe taxi chở người từ địa phương khác. Đặc biệt, từ vùng có dịch, ổ dịch về địa bàn tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên chở vật liệu xây dựng. Đồng thời, kiểm tra công tác phòng dịch trên các phương tiện, việc kiểm tra kiểm soát đảm bảo hiệu quả nhanh gọn, không để xảy ra ùn tắc cục bộ và tập trung đông người.